Oribe, không lo vết nám, sáng khỏe mịn da, tự tin dưới nắng. Ôi giời ơi, mua mãi được đông này, anh xuống đằng kia đi. Đằng kia thì tao xuống đây, xuống hết đằng kia. Đằng đây này. Nào nào nào, thằng này. Mày thích tao cho mày nghỉ việc không? Em làm gì đâu ạ? Làm thì cũng làm, khỏe nói thế. Khổ quá, cái ông ba bảo nó xúc đằng kia đi. Ông làm hay không để tôi làm nào. Thôi tao làm nào, mệt lắm rồi. Này, này, này. Ông giả động thi dỗi. Này, không làm thì giải tán, nghỉ, tao thuê người khác. Ôi kìa anh. Có làm không? Có ạ. Có. Nhìn đây này. Rồi, làm tiếp đi. Anh giả đúng không nhường em tí để nó check in, nó sỉ nhục anh em mình ấy. Ông trời thật là bất công. Thằng xúc hốc mặt đây, thằng không làm gì lại còn check in. Em mới là cái thằng bất công nhất này. Mày bất công gì? Em học xây dựng ra mà bây giờ em đi xúc cát bục mặt ra, anh thấy em cũng bất công không? Mày tưởng một mình mày có học ấy. Không. Tao chả học hết phổ thông gì đây này, còn xúc cát mấy năm nay rồi này. Anh chỉ đi lính thôi. Lính mới chả chán. Thôi xúc nhanh đi nghỉ. Mày lại nói lính, tao máu lính động vào tao lại cay mũi. Cái thằng này tao thật mày, tao chỉ cho nó một cán sẻng là xong. Thôi kìa anh. Nó ngồi nó chơi, tao hỏi mày từ sáng giờ anh em mình có được hâm nước nào không? Thôi anh già, anh già đừng dỗi, nó khổ quá, nó là người có tiền. Bây giờ anh cho nó cái này vào đầu, nó có phải mình tốn bao tiền không? Này anh ơi, với cái loại như cái thằng này ấy, thì mình có học thì mình phải dùng cái này anh này. Cái này của mày bằng dài bằng cái này của tao à? Ôi trời, khổ quá, nó bảo không phải cái này khổ. Đây, cái đầu, trí óc, trí thông minh ấy, đúng không? Mình không thể dùng bạo lực với thằng đấy được. Bây giờ động của nó phát đổ máu ra ngay, tiền nhiều ngay. Được rồi, để tao vào tao hỏi chuyện nó. Nhớ là dùng cái đầu nhá. Được rồi. Không phải dùng tóc. Được rồi, kệ tao. Tao hỏi nó. Già động tí dỗi khổ thế nhỉ. Tự ái cao quá. Chào quản lý. Chào anh, có việc gì đấy? Quần mặc chắc mát nhỉ. Áo nhiều hoa phết nhỉ. À, cái áo này gọi là chim cò đúng không? Áo chim cò. Được. Anh không làm việc, ra đây có chuyện gì đấy? Giải lao tí mà. Thế này nhá. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật này. Thông cảm nhá. Bây giờ thế này. Anh em mình chẳng gì cũng là cái chỗ gọi là cùng công trường với nhau. Đúng không? Đúng. Cũng cánh làm công trường cả thôi, đúng không? Thế nhưng mà nó lại xảy ra một cái việc là tại sao bọn tôi thì lao động hùng hục như trâu. Ông chỉ ngồi chơi lướt Facebook thôi mà lương của ông vẫn cao hơn lương của hai thằng tôi cộng lại. Thế là thế nào? À, thế hóa ra ấy là ra đây để đòi quyền lợi đấy à? À, đây không phải là đòi quyền lợi mà đây gọi là để hỏi để cho nó thông thì làm việc cho nó phấn khởi. Hỏi để thông à? Ừ. Anh có muốn biết tại sao không? Có chứ. Vì cái này này. Cái đấy là cái gì? Trí tuệ đấy. Quay đi xem nào. Trí tuệ đấy à? Ừ. Bên kia có. Bên nào cũng có hết. Bên này có trí tuệ à? Bên nào cũng có. Trí tuệ là cái gì? Ăn được không? Anh có muốn biết không? Biết. Được. Thế tôi nói cho anh nhá. À. Anh có biết đây là cái cây không? Quản lý cứ đùa dai. Đây là cái cây trẻ con nó không biết. Cây này là cây đa. Anh nhìn kỹ vào lòng bàn tay tôi đây này. Lòng bàn tay. Đây nhá. Ừ, trắng trẻo lắm. Ừ. Không lao động. Ừ, đây. Ừ. Anh bắt trí tuệ đi. Bắt trí tuệ. Bắt trí tuệ đi. Bằng cái gì? Bằng tay của anh ấy. Bằng tay của tôi. Ừ. Như thế nào? Anh nắm vào. Nắm vào. Ừ. Anh đấm thật mạnh vào tay tôi xem nào. Đấm vào đây á? Đấm thật mạnh vào tay tôi xem nào. Không đùa chứ? Không đùa. Dập hết xương tay đấy. Không sao, tôi cho phép mà. Anh đấm đi. Ok. Cho thật nhá. Cho thật. Không ân hận nhá. Không ân hận. Ôi trời ơi. Đây. Thật nhá. Thật. Thôi nói đùa, nói đi. Tôi đấm ở đây cậu gãy tay đấy. Anh cứ đấm đi, không sao đâu. Anh đấm đi. Tự cậu đi nhá. Đấm xong là có trí tuệ. Thật nhá. Thật. Ê! Ai là...
Đấy, trí tuệ đấy. Thế là càng đau càng có trí tuệ à? Hiểu rồi. Về nhá. Anh về làm tiếp đi. Ai ngủ đi. Này anh này. À. Em xúc gần đầy cái xe rồi, anh định chơi bẩn em, anh không xúc đúng tiền công nay tính như nào? Thì vẫn là chia đôi, mày xúc gần đầy thì xúc cho nó đầy đi. Chứ nước của em đâu? Nước bây giờ tao có trí tuệ rồi. Sao lại trí tuệ? Thứ em? Nhất là không phải xúc, thứ hai không phải cho thằng nào uống nước cả. Trí tuệ là cái gì? Trí tuệ đấy này. Tại em sao ấy? Thế mày không hiểu trí tuệ là gì à? Không ạ. Cái đầu mày để đâu? Đây. Giờ tôi giải thích đây. Này đừng đánh em. Ông nhá, ông chưa biết trí tuệ là gì đúng không? Vâng ạ. Thế cái này là cái gì? Bàn tay của anh. Cái này là cái bàn tay. Vâng. Đúng không? Anh đừng đánh em nhá. Không, tao xem có cái gốc cây nào không. Thôi được rồi, không có cái gốc cây dùng tạm này được. Bây giờ mày đấm mạnh vào cái bàn tay của tao xem. Đấm thẳng vào tay anh ạ. Ừ. Anh bắt được tay em rồi. Ừ. Đấy, trí tuệ đấy. Viên uống Oribe với chiết xuất hạt nho Pháp tạo nên cơ chế đặc biệt chống tia UV. Uống Oribe không lo vết nám, sáng khỏe mịn da, tự tin dưới nắng. Vào đây, trời ơi lâu lắm mới gặp đấy nhá. Thế hôm nay cơn gió độc nó đưa mày đến gặp tao đấy. Ôi trời ơi, cưới mày á? Tao cưới tao cưới ai? Ôi, bạn tôi tuyệt vời quá, chúc mừng nhá. Đến tao phải tự chúc mừng tao nữa à? Sao đấy? Buồn. Buồn gì? Thôi biết rồi. Tao đi lấy chồng á, mày không ai đi chơi cùng nên buồn đúng không? Không phải thế. Biết là quen mày, mày quá tuyệt vời rồi. Tao chúc mừng hạnh phúc cho mày. Ừ. Nhưng mà tao nhìn lại tao tao buồn lắm. Buồn mày biết gì? Không? Tao muốn phấn đấu ấy để trở thành một mẫu phụ nữ lý tưởng. Chả hiểu sao. Không lấy chồng gì? Tao yêu anh được 100 ngày rồi. Anh chả ngỏ lời cầu hôn. Không ngỏ lời cầu hôn. Không ngỏ lời cầu hôn. À, tao nghĩ ra rồi. Nghĩ cái gì? Bây giờ nhá, thời đại nào rồi mà mày còn chờ á, Châu đi tìm cọc. Sao không phải là cọc đi tìm Châu đi? Mày muốn cưới anh cái gì? Ờ, đi cầu hôn anh đi. Ờ, tao cầu hôn á? Thế chẳng mày cầu hôn thì tao cầu hôn à? Ờ, tại sao không bao giờ tao nghĩ ra cái ý kiến này nhỉ? Ồ, có khi là tao thử biết đâu được cái sao nhở. Ờ, nhưng mà mày phải làm theo cách của tao thì mới thành công được. Cách gì? Hãy đây. Ờ. Mày hiểu chưa? Hiểu rồi. Tao nói gì đâu mà hiểu. Ờ. À, sướng quá đang quên. Nói lại nữa đi nhá. Nhớ rồi. Đấy, chúc thành công. Cổng nhanh đấy, bố mẹ anh ra trong nhà đấy. Nhưng mà em nhớ anh mới làm nào. Anh biết rồi, nhớ vừa mấy hôm trước mới gặp cứ như là tỷ năm không gặp. Cái gì? Thật ra hôm nay em đến đây là em có một điều vô cùng là quan trọng muốn trình bày với anh ạ. Thì em nói đi, nói nhanh đi rồi lại còn vào. Anh ạ, em nói thật với anh là mình cũng yêu nhau được một thời gian rất là dài rồi. Mà em nghĩ tình yêu của chúng mình cũng không thể khăng khít, thắm thiết và sâu đậm hơn được nữa. Chính vì thế, cái gì? Mấy ngày hôm nay không gặp anh, em đã suy nghĩ rất kỹ và em quyết định là em sẽ đưa ra một quyết định cuối cùng rồi, là em sẽ trao cho anh tất cả. Tất cả? Ui giời. Thật không? Thật ạ. Em không bao giờ hối hận về tất cả những gì mà mình đã làm ạ. Em thề. Em sẽ trao cho anh tất cả. Thề nhá. Em thề ạ. Em thề nhá. Vâng ạ. Rồi. Em nhắm mắt lại. Em nhắm mắt ạ. Ok, nhắm vâng, lại. Vâng. Anh đi đâu đây? Vừa rồi em nói là em trao tất cả cho anh cơ mà. Anh quy định nhá, anh lấy mỗi cái xe thôi. Uống Oribe không lo vết nám, sáng khỏe mịn da, tự tin dưới nắng.
sao anh lại về giờ này? Hôm nay anh mệt quá, anh xin ngủ về chết. Em xem nào, chồng em mệt mỏi như nào, em cởi bớt đồ ra cho anh nhá. Anh mệt lắm, em cứ để nguyên hiện trường này cho anh. Anh mệt lắm, để em nằm. À mình ơi, em bảo này, mình mệt ý, em nghĩ mình nằm này càng mệt hơn đấy. Hay là mình đi xuống dưới nhà mình đi dạo, hít thở không khí trong lành cho đỡ mệt nhá. Đi đi. Thôi thôi em ơi, chân anh buồn rộn lắm rồi, không thể nào bước nổi nữa đâu. Nó để em nằm. Mình cái ơi, gì đây? Mình ơi, hay là mình đi nhậu đi. Gọi là đem thấy mình tâm sự nhá. Lúc nào mình mệt mỏi căng thẳng stress là mình đi nhậu. Thôi mình ơi, gọi điện cho bây mình giờ anh, mình nhậu. Bây giờ anh mà nhậu vào là anh điên luôn, anh ngất luôn ấy. Thôi anh mệt lắm, để im cho anh nằm nghỉ. Trời ơi, mình ơi, mình ơi. Em quên mất là không kể mình ý. Cái gì? Sáng nay bác Tâm sang nhà mình chơi. Bác ấy khoe với em nhá, là bác ấy mới mua được mấy con cún nhá, mà cún lai Mỹ em ơi, xinh dạ. Yêu ơi, là yêu ơi. Bác ấy bảo mình sang đấy, đi sang thôi, bác cho đi. Thôi em, mình ơi, cún mấy kiếp gì, mình thích thì mình sang đi, mình để cho tôi nghỉ nào. Hết là Mỹ lên thế, giật thích cả người. Anh nghe điện thoại đi. Em nghe cho anh đi. Em biết cái gì mà nghe, mình nghe đi. Thì cứ bảo là anh để quên điện thoại ở nhà nhá, nghe đi. Alo, anh Tiến hả? Đi nhậu à? Vâng, dạ, đi nhậu. Anh Tiến đi rủ anh đi nhậu, dậy dậy đi nhậu đi. Thôi, anh đi nào? Anh không có ở nhà nhá. Kìa. Thôi anh mệt lắm. Dạ anh Tiến ạ. Dạ nhà em để quên điện thoại ở nhà anh ạ. Vâng ạ. Lát nữa nhà em về thì em bảo nhà em gọi lại cho anh ạ. Em chào anh. Này. Đấy, ai gọi điện thì cứ nói thế nhá. Trời ơi. Anh nghe đi. Thôi, chắc phải có việc cần thì mới gọi chứ. Không, anh mệt lắm, em nghe cho anh đi nhá. Ai hỏi thì cứ nói thế. Alo anh Trung Putin à? Ôi rồi thế à? Ôi anh mới mua được một đàn chó à? Lai Phúc à? Ôi rồi cả chó Phú Quốc, cả chó Hungary à? Ôi rồi vâng anh chờ em một tí nhá. Ôi mình ơi, mình anh Trung anh gọi bảo mình sang sạch chơi chó ngắm chó. Mình thích cún mà đi. Anh biết rồi, mình thích thì mình sang đi. Anh mệt lắm, không sang đâu, để cho anh nằm nghỉ một tí. Lúc khác anh sang nhá, bảo anh là lúc anh sang nhá. Dạ anh ơi. Nhà em bảo là nhà em mệt lắm anh ạ. Không khác nhà em sang ạ. Vâng em chào anh ạ. Khổ quá. Đúng cái hôm mệt mỏi thì bao nhiêu người gọi đi chơi. Để anh tắt nguồn cho chắc. Đấy. Thích nào mà gọi. Để anh nghỉ đi nha. Khổ quá. Gọi đâu đấy. Anh tắt được không ạ? Của em. Alo. Ê, khổ quá, chồng em tự nhiên lại về cái giờ này. Anh mới gọi điện mua tí nhá. Anh đã bảo là ai gọi thì bảo anh không ở nhà cơ mà. Đâu bạn em ạ. Cái Lan bạn em nó gọi, nó bảo là chồng mày về chưa để tao sang tao ngồi chơi rơi nước tâm sự. Được. Alo, cái gì thế anh? Chồng em ra khỏi nhà đi, anh nhớ em lắm. Khổ quá, em đã bảo là chồng em đang ở nhà không gặp được. Ôi đúng. Trời ơi, khổ quá. Anh đã bảo rồi, ai gọi điện thì nói anh không ở nhà. Vân à, chồng tớ đang mệt nhá, chồng tớ đang nằm nghỉ ngơi ở nhà. Lúc nào mà chồng tớ khỏe lại thì tớ sang tâm sự sau nhá. Chồng bạn đi công tác à? Thì tí tớ sang nhá. Đúng rồi đấy, em đi sang bạn em đi. Em đi à? Anh nằm nghỉ nhá. Em đi nhá. Em đi à? Viên uống Oribe với chiết xuất hạt nho Pháp tạo nên cơ chế đặc biệt chống tia UV. Uống Oribe không lo vết nám, sáng khỏe mịn da, tự tin dưới nắng.